Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 10 điều răn. Sách xuất hành. Chương 20. Từ câu 1 đến câu 21. Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó. Nhưng ngươi đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian hại người, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. Họ nói với ông Môsê, xin chính ông nói với chúng tôi mới dám nghe. Nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Ông Môsê bảo dân, đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn luôn kính sợ người, ngõ hầu anh em đừng phạm tội. Dân đứng xa xa, còn ông Môsê thì tiến lại gần đám mây đen, nơi Thiên Chúa đang ngự. Hai, bộ luật giao ước. Luật về bàn thờ. Sách xuất hành. Chương 20. Từ câu 22 đến câu 26. Đức Chúa phán với ông Môsê, ngươi sẽ bảo con cái Israel như thế này: chính các ngươi đã thấy là tự trời ta đã nói với các ngươi, các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh ta, và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ. Ngươi sẽ dựng cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó ngươi sẽ dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu bò bê. Ở bất cứ nơi nào ta tỏ danh ta cho ngươi ghi nhớ, ta sẽ đến với ngươi và chúc phúc cho ngươi. Nếu ngươi dựng cho ta một bàn thờ bằng đá, thì đừng lấy đá đẽo mà dựng, bởi vì lấy đục mà đẽo thì làm cho đá ra bất xứng.
ngươi sẽ không dùng bậc để bước lên bàn thờ của ta, kẻo ngươi hở hang trước bàn thờ.